Bạn đã xài iPhone lâu năm nhưng chưa chắc gì bạn biết về điều này. Trừ những anh em nào mà chuyên mua bán điện thoại và chuyên về dòng điện thoại và sửa chữa điện thoại thì những anh em đó quá gặp. Còn những anh em khách hàng xài chưa chắc biết về điều này nha. Điều này sao? Chỉ áp dụng cho những cái dòng iPhone từ 12 trở lên nha. Hiện tại các bạn đang thấy là đây là một chiếc điện thoại 12 Pro Max của mình nha, đang xài rất tốt, quá đỉnh luôn. Thì nhiều anh em mua điện thoại về, điện thoại mới luôn. Anh em thấy cái khe này không? Đó, tự nhiên cái nhìn cái điện thoại trên mạng, sao ở đây người ta không có, mà giờ mình mua cái điện thoại về, nó có cái này. Thì anh em yên tâm, mình có cái này là hơi bị đỉnh đó nha. Điện thoại này chính là phiên bản quốc tế của Mỹ. Đó nha, anh em mà thấy những cái dòng khe này là cái anten 5G là chỉ là của Mỹ mới có nha anh em. Còn tất cả trên thế giới, các cái nước khác là không bao giờ có nghe anh em. Anh em mà mua cái dòng điện thoại LLA ở trong phiên bản cái điện thoại và anh em có thấy cái khe này ở bên hông điện thoại, chính là điện thoại của bạn, là điện thoại quốc tế của Mỹ. Của Mỹ thì sao? Nào xài quá rất ok. Còn những của các nước khác thì không bao giờ có nghe anh em. Cái này chính là cái anten 5G của Mỹ mới có nghe anh em. Mua chúng những cái dòng điện thoại này mà mua máy cũ thì quá đỉnh. Anh em mua máy mới về cũng không biết luôn nữa, tưởng đâu cửa hàng hay là Thế Giới Di Động hay là bất cứ ở đâu nó bán hàng pha ke. Nhưng đây chính là điện thoại quốc tế nghe anh em, khe anten 5G của người ta nha, chứ không phải hàng pha ke nha. Rồi nó đi lên coi TikTok, Facebook, YouTube của ông Gắt Quyển tí xíu.